Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Bản tin văn hóa sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay với những thông tin sau. Hưng Yên có trên 500 đội câu lạc bộ văn nghệ góp phần lan tỏa phong trào văn nghệ quần chúng. Cần có phương án trùng tu, phục dựng lại văn chỉ hàng huyện tại thị trấn Văn Giang. Độc đáo khu vui chơi từ những chiếc lốp xe ở trường mầm non xã Minh Tiến. Trong một góc nhìn văn hóa là phóng sự du lịch trải nghiệm mùa nhãn Hưng Yên, tiềm năng còn bỏ ngỏ. Thói quen ăn thịt chó đang dần được từ bỏ. Cuối chương trình Mộc Tinh Hoa Phố Hiến, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về đình chùa Hiến, dấu ấn một thời của phố Hiến. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Bắt đầu từ năm 2019, huyện Tiên Lữ có chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn cho các địa phương nhằm khắc phục tình trạng nhiều thôn chưa có nhà văn hóa hoặc nhà văn hóa xuống cấp. Nghị quyết số 17 ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân huyện quy định hỗ trợ 1 tỷ đồng trên một nhà văn hóa thôn. Đợt 1 năm 2019, huyện Tiên Lữ đã hỗ trợ xây dựng 15 nhà văn hóa thôn ở 8 xã với tổng kinh phí 15 tỷ đồng. Ngoài ra, 7 nhà văn hóa thôn trong huyện được tỉnh hỗ trợ 1 tỷ đồng xây dựng thì huyện còn hỗ trợ thêm từ 500 đến 1 tỷ đồng. Các nhà văn hóa thôn được huyện hỗ trợ đều đang trong quá trình xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người dân. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 500 đội câu lạc bộ văn nghệ thuộc 161 xã phường thị trấn. Mỗi đội câu lạc bộ có từ 20 đến 30 hạt nhân văn nghệ là các diễn viên, nhạc công quần chúng. Họ tự trang bị các thiết bị âm thanh, ánh sáng, trang phục và nhạc cụ. Một số đội câu lạc bộ văn nghệ còn có khả năng sáng tác kịch bản, đạo diễn và tự diễn xuất như câu lạc bộ hát chống quân Dạ Trạch, huyện Khói Châu, câu lạc bộ ca trù Đào Đặng, thành phố Hưng Yên, câu lạc bộ ca trù Giáo Phòng, huyện Văn Giang. Để tổ chức tốt các phong trào văn hóa văn nghệ, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của người dân, các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đội câu lạc bộ văn nghệ quần chúng hoạt động như hỗ trợ đạo cụ, loa đài, trang phục. Bên cạnh đó, các địa phương còn đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa văn nghệ để tăng cường nguồn lực giúp phong trào văn hóa văn nghệ ngày càng phát triển. Câu lạc bộ hát chèo phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào gồm 40 thành viên là những hội viên phụ nữ, cựu chiến binh. Đây là những hạt nhân yêu thích đam mê nghệ thuật hát chèo đến từ các tổ dân phố trên địa bàn phường. Câu lạc bộ thường xuyên sinh hoạt vào các ngày cuối tuần. Việc thành lập câu lạc bộ hát chèo mang ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nhất là nghệ thuật hát chèo. Tại buổi ra mắt, các thành viên trong câu lạc bộ đã biểu diễn nhiều tiết mục chèo đặc sắc với những nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương đất nước, tình cảm gia đình được đông đảo quần chúng nhân dân yêu thích. Bên cạnh đó, một số hội viên trong câu lạc bộ còn tự sáng tác nhiều ca khúc chèo về quê hương Phan Đình Phùng, quê hương thị xã Mỹ Hào. Tại làng Đan Nhiễm, thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, hiện còn nền móng và hiện vật của văn chỉ hàng huyện thuộc vùng Kinh Bắc xưa. Kiến trúc của văn chỉ thì đã bị đổ nát hoàn toàn, chỉ còn lại những tấm bia cổ ghi lại truyền thống khoa bảng của địa phương. Văn chỉ hàng huyện, thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang nằm ở phía đông bắc của làng. Lúc đầu ở khu đất rộng tới 10 mẫu, được xây dựng vào năm Tự Đức thứ 5 năm 1852. Văn chỉ thờ những người đỗ đạt trong huyện thuộc vùng Kinh Bắc xưa và thờ Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền. Tuy nhiên do thời gian và chiến tranh nên toàn bộ kiến trúc của văn chỉ đã bị đổ nát, chỉ còn lại những tấm bia cổ có điêu khắc cầu kỳ ghi Văn Giang từ bi chỉ bi ký. Và bia đề quá trình xây dựng văn chỉ, trong đó có tên những người có công đức tiền của để xây dựng, đặc biệt là tấm bia đề những người đỗ đạt của vùng Kinh Bắc xưa. Văn chỉ hàng huyện ở thị trấn Văn Giang là một tư liệu quý để nghiên cứu về truyền thống khoa bảng của địa phương, vì vậy việc phục dựng lại là điều vô cùng cần thiết. Ngoài sự nỗ lực công đức của người dân, rất cần có sự tham gia tích cực của các cấp chính quyền trong việc phục dựng lại văn chỉ quý giá trên. Vấn đề sân chơi dành cho trẻ luôn là một bài toán khó đối với những địa phương còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất như tại xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ. Với mong muốn tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ, vừa qua, Đoàn Thanh niên huyện Phù Cừ đã phối hợp với đội sinh viên tình nguyện Đồng Hương Hưng Yên, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tạo ra khu vui chơi cho trẻ em tại trường mầm non xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ từ những chiếc lốp xe đã qua sử dụng. Các đoàn viên thanh niên đã kêu gọi vận động người dân ủng hộ hơn 30 lốp xe. Trong thời gian 4 ngày, các đoàn viên đã sáng tạo ra nhiều đồ chơi chắc chắn
với màu sắc bắt mắt như xích đu, bập bênh, cầu thăng bằng, đường hầm bánh xe, nhân vật hoạt hình Minion. Sân chơi không chỉ tạo điểm vui chơi lành mạnh cho các em nhỏ mà còn mang thông điệp ý nghĩa về việc tái chế, tái sử dụng rác thải, bảo vệ môi trường trong sạch, tiết kiệm. Khu nhà vệ sinh trong khu vực đền Trần, đền Mẫu đã được xây dựng theo đúng quy chuẩn từ năm 2016, đảm bảo hiện đại, sạch sẽ. Ở mỗi khu di tích đều có một người dọn dẹp thường xuyên. Tuy nhiên, với số lượng khách vào những ngày mùng 1, ngày rằm vẫn quá tải nên vẫn còn mùi hôi, và điểm hạn chế nhất của cả hai khu vực nhà vệ sinh này là nằm gần di tích. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1321 QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 phát huy giá trị khu di tích đền Trần, đền Mẫu và công viên Hồ Bán Nguyệt. Hiện khu vực đền Mẫu đã giải phóng mặt bằng xong, khu vực đền Trần còn đang tiếp tục. Sau khi mở rộng khuôn viên di tích, hai khu vệ sinh này sẽ được di rời ra xa di tích, đảm bảo mỹ quan hơn. Hưng Yên vốn nổi tiếng là vùng đất nhãn ngọt sen bồi, sẽ vô cùng hấp dẫn và thú vị nếu như du khách được đến tận các vườn nhãn để thưởng thức những trái nhãn tươi thơm ngon. Tuy nhiên, lượt khách du lịch đến trải nghiệm tại các vườn nhãn còn rất ít, không tương xứng với tiềm năng sẵn có. Bên cạnh xúc tiến thương mại thì quảng bá thương hiệu hình nhãn Hưng Yên qua du lịch cũng là việc làm hết sức cần thiết. Thưa quý vị và các bạn, được tận mắt chứng kiến những chùm nhãn sai chữ quả, tận tay hái và thưởng thức những trái nhãn lồng thơm ngon chính là những điều vô cùng thú vị. Và nếu như quý vị và các bạn về với Hưng Yên vào mùa này thì chắc chắn là sẽ được trải nghiệm những điều thú vị kể trên. Mặc dù nổi tiếng là vựa nhãn của Hưng Yên, nhưng lượng khách đến các vườn nhãn ở thành phố Hưng Yên trải nghiệm thực tế hàng năm vào vụ nhãn còn ít, không tương xứng với tiềm năng sẵn có. Đa phần các khách đến vườn nhãn chủ yếu là các cơ quan đơn vị trong tỉnh, người thân quen của chủ vườn, còn lượng khách ngoài tỉnh đến tham quan và mua nhãn tại vườn rất ít. Khách người ta đến khách từ Pháp, tại vì là vùng đất Hưng Yên là chưa có tour du lịch nào chính thức về tham quan khi mùa nhãn chín. Nếu để mà tổ chức được vùng nhãn chuyên nghiệp để mà đón khách du lịch về tham quan khi mùa nhãn chín, khách du lịch về tham quan vườn nhãn rất nhiều. Đa phần khách đến vườn theo hình thức trải nghiệm thực tế vẫn chủ yếu là khách tự phát, chưa đi theo tour tuyến bài bản. Còn chưa có tour nào. Đây chỉ là nhỏ lẻ thôi, cũng mong muốn làm sao bây giờ là cấp trên đã xây dựng cho chúng tôi một cái tour du lịch thật là chuyên nghiệp để cho chúng tôi, người nông dân chúng tôi có cái vùng nhãn đặc sản này được quảng bá đi khắp nơi. Theo Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh, hiện nay chưa có một tour du lịch trải nghiệm thực tế nào đến các vườn nhãn. Khách đến thăm vườn nhãn chủ yếu kết hợp du lịch tâm linh. Vì thế mà ở mỗi một vườn nhãn lại có cách tiếp đón và giá tham quan khác nhau, chưa tạo nên tính chuyên nghiệp. Để trong thời gian tới thu hút và du khách trải nghiệm vườn nhãn được đông hơn, thì tôi mong muốn là các hộ nông dân thường xuyên chỉnh trang, vườn tược cho sạch sẽ, đón tiếp khách niềm nở, thân thiện, có cơ chế rõ ràng cho khách đến trải nghiệm. Trong kế hoạch phát triển du lịch thành phố Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, về mục tiêu cụ thể có đề xuất khai thác tuyến du lịch nhưng chưa có tuyến du lịch gắn với trải nghiệm thực tế vườn nhãn mà chỉ dừng lại ở cụm di tích đình, chùa Hiến và cây nhãn tổ. Sau đó thăm nhà thờ bà Hoàng Thị Loan, nhà tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, chùa Nôm. Tới đây thì sẽ tiếp tục tuyên truyền, quy hoạch cũng như là đầu tư xây dựng vào các cái sản phẩm du lịch, các cái điểm du lịch làng nghề, trong đó tập trung vào cái vườn nhãn của Hồng Nam, Hồng Châu. Một trong những trải nghiệm vô cùng thú vị khi du khách về với Hưng Yên là đến thăm cây nhãn tổ với tuổi thọ hơn 300 năm, tọa lạc tại cụm di tích đình chùa Hiến, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên. Nếu kết hợp được việc thăm cây nhãn tổ cùng với trải nghiệm du lịch vườn nhãn sẽ góp phần tăng tính hấp dẫn, liên kết giữa các điểm đến tại Hưng Yên. Để điều đó thì thuộc về ngành cái ngành du lịch và lãnh đạo, quan điểm của giới lãnh đạo của tỉnh. Nếu những tour du lịch được đầu tư bài bản, gắn với trải nghiệm vườn nhãn, chắc chắn sẽ thu hút được nhiều du khách du lịch, góp phần quảng bá thương hiệu nhãn lồng Hưng Yên cũng như nét đẹp Hưng Yên đến các bạn bè xa gần. Thịt chó từ lâu đã được coi là một món ăn dân dã trong ẩm thực Việt Nam. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại,
để hạn chế nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm từ việc giết mổ và sử dụng thịt chó, đồng thời góp phần cải thiện hình ảnh Việt Nam trong mắt du khách quốc tế. Nhiều chuyên gia có ý kiến cho rằng cần phải thay đổi thói quen sử dụng thịt chó cho phù hợp. Trên địa bàn tỉnh ta, ngày càng có nhiều người dân đang từ bỏ thói quen ăn thịt chó. Người Việt xưa nay có quan niệm, cứ vào dịp cuối tháng hoặc cuối năm, món thịt chó được xem là món ăn giải đen hữu hiệu cho cả tháng hay thậm chí là cả năm. Vì thế, những quầy bán thịt chó tươi sống dường như cũng đắt hàng hơn những ngày thường. Tuy nhiên, theo chủ quầy hàng này, thì lượng khách mua thịt chó đã giảm đáng kể trong những năm gần đây. Tất cả chỉ bán được một con một ngày thôi, càng ngày càng giảm đi, ít người lắm. Giờ dân người ta không ăn nắng. Sở dĩ lượng khách hàng mua thịt chó giảm sút như vậy là bởi nhu cầu của người dân đã thay đổi. Tôi ít khi ăn thịt chó. Tại vì người tôi nó có bệnh, tôi cứ ít ăn. Bản thân gia đình nhà tôi thì tôi rất ít sử dụng thịt chó. Vì là tôi nghĩ là cái thứ nhất là nóng, cái thứ hai là nó không an toàn với sức khỏe. Thói quen sử dụng thịt chó trước đây dần được hạn chế. Thay vào đó là phong trào nuôi thú cưng khá phát triển, chủ yếu là nuôi chó, mèo. Nhiều người dân, nhất là các bạn trẻ rất gần gũi và yêu quý chó, coi đó như một người bạn thân thiết, từ đó không ăn và vận động những người xung quanh không ăn thịt chó. Với chó thì là có nó tình cảm ấy, mới lại nuôi lâu thì mình sẽ cảm thấy là nó quấn chủ hơn. Đối với nhiều người, nhiều gia đình, chó không những không bị biến thành món ăn mà họ còn chăm sóc chó rất chu đáo. Nhiều spa làm đẹp cho chó được mọc lên để thỏa mãn tình yêu của gia chủ đối với thú cưng. Thức ăn cho chó cũng vô cùng đa dạng, từ những loại thức ăn giữ màu lông đến những loại giúp phát triển cơ bắp đang bán rất chạy. Chi phí một tháng dành để nuôi một chú chó cưng là không hề nhỏ, song các dịch vụ chăm sóc chó vẫn ngày càng phát triển. Đầu mới mở spa ấy, thì lượng khách cũng chưa biết đến nhiều ấy, thì cũng ít. Về sau là các khách đến sử dụng dịch vụ và cũng giới thiệu nhiều thì bắt đầu có lượng khách quen dần và nhiều lên ạ. Chủ trương khuyến khích người dân từ bỏ thói quen sử dụng thịt chó là một chủ trương đúng đắn. Nhưng vì thói quen sử dụng thịt chó trong các dịp lễ Tết và trong các bàn nhậu đã có từ lâu đời, nên cần có thời gian để từng cá nhân gia đình thay đổi nhận thức, loại món thịt chó ra khỏi thực đơn ăn uống của mình. Đình Chùa Hiến nằm trong quần thể di tích phố Hiến đã được nhà nước công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Với những giá trị của phong cách kiến trúc đồ sộ qua các thời kỳ, Đình Chùa Hiến còn là cơ sở khoa học để các nhà sử học nghiên cứu, khám phá về sự hình thành và phát triển của phố Hiến một thời. Tham quan di tích Đình Chùa Hiến, chúng ta không những được thụ hưởng những điều thú vị trên mà du khách còn được thưởng thức vị nhãn ngon ngọt của cây nhãn tổ ở phố Hiến. Đây là cây nhãn đã được xác lập vào sách kỷ lục Việt Nam. Theo các tài liệu và truyền ngôn của nhân dân địa phương, thì đình Chùa Hiến được xây dựng trên một khu đất được bồi đắp sớm. Là trung tâm bến cảng của phố Hiến xưa, phía trước là con đường phố Hiến sầm uất một thời và là dinh thự của Hiến Doanh, tức đại bản doanh của Trấn Sơn Nam, nên ngày nay dân gian lấy đó để đặt tên cho di tích là đình Chùa Hiến. Đình Chùa Hiến được thiết kế nằm liền kề nhau. Đình Hiến nằm phía bên trái, được khởi dựng vào khoảng thế kỷ thứ 13 để thờ quan thái giám họ Du đời nhà Tống Trung Quốc. Ông là người có công với triều đình nhà Tống và cũng là người có công trong việc phụng sự Dương Quý Phi nhà Tống lánh nạn xuống phía Nam và tuẫn tiết ngoài biển. Về sau, bà được phong là hải thần và trở thành một trong tứ vị thánh nương trong dân gian Việt. Viên thái giám họ Du đã thoát nạn về vùng Sơn Nam và lập đền thờ bà, nay đền mẫu thờ Dương Quý Phi thuộc phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên. Sau khi viên thái giám qua đời, nhân dân đã dựng đình riêng để thờ. Hiện tại phía sau đình Hiến vẫn còn ngôi mộ của quan thái giám họ Du, bên trong hậu cung còn giữ được đôi câu đối: Thế trạch trường tồn ơn đức thánh, hoa dân vạn đại nghĩa thành hoàng.
Theo truyền thuyết của nhân dân ở đây, thì trong thời gian quan thái giám họ Du ngụ tại đây, ông đã dạy người dân nghề canh nông, trồng dâu, nuôi tằm, đánh bắt cá, rồi nghề thủ công buôn bán. Chính vì vậy mà đời sống của người dân ở nơi đây luôn ấm no, hạnh phúc. Ngày nay phát huy truyền thống của tổ tiên, cư dân vùng phố Hiến vẫn giỏi nghề nông và thạo nghề chế biến nông sản thực phẩm. Đình Hiến được tu sửa lớn vào thời Lê và thời Nguyễn. Năm 2001, Đình Hiến lại được Bộ Văn hóa Thông tin cấp kinh phí để bảo tồn trùng tu lại. Cũng như những ngôi đình khác ở đồng bằng Bắc Bộ, kiến trúc Đình Hiến không có gì khác nhiều. Tuy nhiên, về quy mô kiến trúc thì khá đồ sộ, nhất là hệ thống điêu khắc gỗ. Các cây cột ở nhà tiền tế đều to, khỏe, bằng gỗ lim. Các bộ vì tại gian trung tâm khá tinh xảo, thể hiện tín ngưỡng của cư dân đồng bằng Bắc Bộ. Những hình tượng đầu hổ phù này có hình dáng khá đẹp, mồm ngậm chữ thọ, mặt bè, mũi nổi khối, được các nghệ nhân chạm khắc công phu, tạo cho bộ vì tránh được sự khô cứng mà vẫn giữ được vẻ đẹp của kiến trúc thuần Việt. Tại gian giữa còn nhiều mảng kiến trúc điêu khắc khác như hình tượng con rồng rất dữ tợn và các đề tài tứ linh tứ quý. Những hình tượng này thể hiện rõ nét đặc trưng của kiến trúc thời Lê. Cửa ngọc, tòa vàng, Phật đã đắp cao nền bảo thiện, thôn hoa, chùa Hiến, sư càng mến cảnh luyện tâm kinh. Đó là hai câu thơ khái quát về chùa Hiến, ngôi chùa nằm ở bên phải Đình Hiến. Chùa có tên là Thiên Ứng Tự. Tương truyền, chùa được xây dựng từ thời Trần, niên hiệu Thiên Ứng của vua Trần Thái Tông năm 1232-1250 do Tô Hiến Thành, quan đại thần nhà Lý Hưng Công xây dựng. Những năm 1625 và 1790, chùa được trùng tu lại. Chùa Hiến có bố cục kiểu kiến trúc nội công ngoại quốc, gồm tiền đường, thiên hương, thượng điện và ba mặt là hành lang. Giữa thượng điện là tượng Quan Âm Nam Hải ở thế ngồi, có 8 đôi tay bố trí đăng đối. Đầu tượng đội mũ chạm hoa cúc, sen, phổ dung. Phía trước là tượng tứ vị Bồ Tát ngồi trên tòa sen, khuôn mặt đầy đặn trang nghiêm. Các pho tượng này đều có niên đại ở thế kỷ thứ 19. Trên thượng điện chùa Hiến đặt ban thờ nổi bật tượng Quan Âm Nam Hải cùng tứ vị Bồ Tát, thể hiện tâm lý sùng bái vị thần có nhiều phép cứu giúp chúng sinh trên sông, trên biển. Đây là đặc điểm khác biệt trong bố cục thờ tự của chùa Hiến so với các nơi khác. Đó là nơi có nhiều thương nhân trong và ngoài nước đến sinh sống và buôn bán. Đây là tấm bia Thiên Ứng Tự, bia ký Trùng Hưng Công Đức, được dựng vào năm Vĩnh Thịnh thứ 5, 1709, ghi lại việc góp công của để tu sửa chùa. Có 481 người, có quê quán ở nhiều vùng khác nhau, trong đó có 56 người Trung Quốc. Qua tấm bia này thì chúng ta đã phần nào hình dung được về đô thị cổ phố Hiến, nơi có hội tụ nhiều cư dân đông đúc đến để buôn bán. Trên tấm bia này còn ghi nhận, phố Hiến Nam nổi tiếng là nơi đô hội Tiểu Tràng An của bốn phương, và trụ sở Ty Hiến Sát Trấn Sơn Nam đóng ở đất Hoa Dương. Chùa Hiến còn nổi tiếng bởi có cây nhãn tổ, nhân dân thường gọi là cây nhãn tiến vua, nằm ở phía trước cửa chùa. Đây là cây nhãn đường phèn có dáng hình đẹp, mã lụa, quả to, cùi dày, hương thơm vị ngon ngọt đặc sắc nhất của vùng phố Hiến. Nhà bác học Lê Quý Đôn đã từng mô tả, mỗi lần bỏ vào miệng thì tận trong răng lưỡi đã nảy ra vị thơm tựa như nước thánh ngọt trời cho. Mỗi mùa nhãn chín, nhãn thường được chọn hái dâng Đức Phật, cúng thần thành hoàng và để quan lại địa phương tiến vua. Thân cây chính đã già cỗi, bỏ ruỗng, gãy đổ, chỉ còn một nhánh được đắp vun gốc. Chăm sóc phát triển thành cây hậu duệ, hiện diện như một biểu tượng của giống nhãn đặc sản phố Hiến Hưng Yên. Theo nhiều tài liệu thì chùa Hiến còn gắn với một sự kiện lịch sử. Đó là vào thời kỳ vua Quang Trung bị quân Nguyễn Ánh đánh đuổi, bà Ngọc Hân công chúa đã có lần về lánh nạn tại khu vực chùa. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, khoảng những năm 1949-1954, đình chùa Hiến là trụ sở của địch. Địch đã bắt nhiều cán bộ đảng viên và nhân dân về tra tấn tại đây.
di tích đình Chùa Hiến hình thành và phát triển gắn liền với sự phát triển của đô thị phố Hiến. Nghiên cứu và khảo sát tại di tích thì sẽ cho chúng ta thấy được những giá trị xưa của một vùng đất đã từng một thời phồn thịnh, hiểu được về đời sống kinh tế, văn hóa và tín ngưỡng của cư dân vùng phố Hiến. Ngoài ra, qua di tích thì chúng ta cũng đã hiểu được cư dân vùng phố Hiến đã có sự giao lưu mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa với cư dân của nhiều quốc gia khác nhau như Trung Quốc, Ấn Độ, Hà Lan. Và mặc dù có sự giao lưu mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa, song di tích vẫn giữ được nét kiến trúc thuần Việt, không hề có sự lai căng, pha trộn với kiến trúc của Trung Quốc hay một quốc gia nào khác. Với những giá trị về kiến trúc lịch sử, đình Chùa Hiến đã được nhà nước xếp hạng di tích cấp quốc gia năm 1992. Ngày nay, đình Chùa Hiến là di tích quan trọng thuộc quần thể di tích phố Hiến đã được nhà nước công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Nơi đây đã trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng được du khách trong và ngoài nước biết đến. Đáng chú ý, với việc khôi phục các lễ hội văn hóa dân gian phố Hiến tổ chức hàng năm vào đầu tháng 3 âm lịch được gắn với các di tích đã góp phần tái hiện về một vùng đất trên bến dưới thuyền xưa đã đi vào lịch sử với câu ca thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố Hiến. Phóng sự về đình Chùa Hiến, dấu ấn một thời của phố Hiến đã khép lại tạp chí văn hóa của chúng tôi số này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.